Hai mọi người. Yo. Hôm nay mình bắt đầu khám phá chim nha. Chim. Đố mọi người đây con chim gì? Chim gì? Không biết luôn, mà nó đen đen, nó xám xám. Cái mỏ nó dài dài. Thế giới động vật quanh ta. À. Ý, có con gì nữa kìa đó, nó đó. Rồi, vô giới thiệu đi ông chủ. Ông chủ của chủ chim. Đây chủ là, chim cho nó ăn này nha. Đây là con cú. Cái gì là, cũng lắm công phu. Đây gọi là cú bạc má. Đó. Những con chim ở đây là rất là dạng, có thể đút ăn được. Đó. Đây, đây là con dế. Dế. Đút gì mà ăn. Rồi. Còn sao nó không ăn là nó gì? Ăn nhưng mà bị tù. Đây là con sâu. 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 Rất là bự. Cái này là tay chơi chim nha. Tay chi chim nổi tiếng quận 12 nha mọi người. Rồi, đó, đút năng. Đó. Thấy nó quay nó hơi quảng. Đó. Rồi, tên chim là tên chim gì đây? Chim cú bạc má. Chim cú bạc má. Rớt nè. Rồi, cho lại ăn cào cào nha. Thấy dế nha. Dế. Dế, đây. Và nó ăn. Đó. Chim nó đang mắc cỡ hay sao mọi người? Thấy ống kính nó mắc cỡ. Lần đầu tiên chạm ống kính mà. Lần đầu tiên chim chạm ống kính nè. Đó, mình cận cảnh con chim vô. Quên tên chim nữa rồi. Chim cú. Chim. Đó, rất là hay, kêu rất là nhiều giọng. Rồi, kêu thử coi. Chuồng chim nè, thấy không mọi người? Đó. Còn đằng kia là nó luôn hả? Cú mái. Cú cháu. Cú mái. Hai con đang kêu. Con trống đẹp rồi. Đây. Rất là dạng. Nhưng mà gặp người lại nó không dạng nha. Lần đầu tiên chạm ngõ với ống kính hơi bị mất cỡ. Quả mi, chuyên quả mi. Đó, cũng gấp ăn. Quả mi hình như là thấy dạng hơn à. Không, quả mi rất là dạng. Dạng ống kính. Còn đây con, còn đây con chim nữa nè mọi người. Đó mọi người, chim chim gì? Đó con vẹt. Con vẹt. Rồi xong đút con vẹt này ăn đi. Đây. Vẹt này không biết ăn đâu. Cao quá đúng tới. Lần đầu tiên chạm ngõ máy quay nên hơi bị rung. Cả mấy này đút ăn hết. Đồ chim khó thì đút ăn được lắm. Đó. Có anh này dạng nhất là anh này cũng lịch. Tay chơi chim. Tay chơi chim khét tiếng quận 12. Chạm ngõ máy quay. Làm thức ăn dế mỗi lần mua bao nhiêu, mấy chục? 5.000 dế ăn mấy ngày. 5.000 dế.